Xin chào các bạn, đây là một bé rái cá vuốt bé đang bị bệnh, sắp chết. Thì hồi hôm qua tôi mua 4 bé rái cá bị bệnh cũng như thế này, và nó đều lên đường hết, và tôi chưa có thời gian kịp cứu chữa. Và hôm nay lại thêm một người gọi tôi mua rái cá và tôi mua về, nó lại bệnh nằm liệt giường như vậy. Ở trên mạng mua rái cá khó lắm các bạn ơi, là họ lừa mình cũng có, họ bán cho mình rái cá bệnh cũng có nữa. Bởi vậy rái cá nó vừa quý hiếm mà nó vô tay sai người là nó sẽ bị chết, và mình mua mình mất tiền mà nó cũng lại bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. Bởi vì môi trường bây giờ ô nhiễm á, rái cá nó dễ bị chết lắm, chứ không phải là mình bắt nó hoài hay là mình mua nó hoài mà nó chết đâu. Mấy người mà bán rái cá cho Tiun á, Tiun đều dặn họ không bao giờ bắt hết rái cá bán cho Tiun, mà phải chừa lại một con rái cá con và chừa lại là con cái. Tất cả động vật buôn bán Tiun đều dặn họ là phải chừa lại con baby cái để cho con mẹ nó nuôi nó, để sau này nó lớn lên nó còn duy trì nòi giống nữa. Nếu mà bắt bán hết á thì sau này người ta sẽ không còn rái cá hay bất kỳ con thú nào để bán cho Tiun nữa, hay là bán cho người khác nữa. Bởi vậy Tiun hay mua rái cá là như vậy. Với những con thú khác nữa Tiun mua về nuôi rồi Tiun thả về thiên nhiên. Mục đích là Tiun muốn giải quyết việc làm cho mọi người, và Tiun muốn là loài vật nó được yêu quý và bảo vệ, nên bởi vậy Tiun đã mua rất nhiều thú rồi. Mà họ đưa cho Tiun thường là thú bị bệnh như thế này, và Tiun phải dùng đến tuyệt chiêu của mình, đó là dùng khí công để chữa bệnh cho động vật. Thì con nào mà còn khỏe, còn thở thoi thóp được giống như con này nè, là Tiun có thể chữa bệnh được. Với lại ánh mắt của nó, các bạn nhìn ánh mắt của nó đi, ánh mắt của nó mất thần lắm rồi đúng không? Ánh mắt của nó rất là mất thần. Và sau đây Tiun sẽ chỉ các bạn chữa bệnh cho động vật bằng khí công. Khí công là một môn pháp môn đã bị thất truyền, và Tiun đã học được tuyệt chiêu này rồi, nên hôm nay Tiun muốn biểu diễn cho các bạn coi. Mục đích Tiun muốn hướng dẫn các bạn dùng năng lượng của cơ thể mình để cứu cho loài vật. Nếu các bạn biết cách giữ được năng lượng của mình và điều khiển nguồn năng lượng trong cơ thể mình, thì các bạn có thể không chỉ cứu bản thân của mình thoát khỏi bệnh tật mà còn có thể cứu được nhiều người khác nữa. Nên Tiun muốn chỉ luôn hôm nay, bởi vì Tiun muốn rằng các bạn nếu mà có động vật thì biết dùng năng lượng của mình để cứu cho những loài vật của mình hoặc là chính những người thân của mình. Đầu tiên, muốn luyện được khí công thành công, các bạn phải kiểm soát được hơi thở của mình. Có nghĩa là các bạn phải bơi thiệt giỏi đến mức mà bơi không mệt. Khi các bạn bơi không mệt, các bạn để ý nguồn năng lượng của mình. Làm sao mình bơi không mệt trong một thời gian dài như vậy? Đó là mình đã kiểm soát được lượng khí trong cơ thể của mình, và mình biết vận dụng nó để điều khiển nó. Thì đến một lúc nào đó, các bạn có thể vận dụng được nguồn năng lượng của mình để chữa bệnh. Và bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Đầu tiên tôi sẽ hít một hơi thật mạnh và thở ra thật chậm. Và sau đó tôi lại hít một hơi thật chậm và thở ra thật chậm. Và sau khi đó tôi lại tiếp tục hít một hơi thật chậm, và tôi không thở ra. Tôi thở ra rất ít, và tôi vận chuyển cái nguồn khí đó tạo ra năng lượng thoát qua lòng bàn tay và truyền cái nguồn năng lượng nó vào con rái cá này để tiếp thêm nguồn năng lượng sống của từ Tiun sang nó. Thì hành động này làm cho Tiun bị tiêu hao rất là nhiều năng lượng sống của cơ thể Tiun, nhưng mà Tiun có chế độ tập luyện và bơi lội điều độ thì Tiun sẽ khôi phục lại nguồn năng lượng đó. Và hôm nay Tiun sẽ biểu diễn cho các bạn coi. Bây giờ các bạn thấy bé rái cá này nó rất là mệt rồi đúng không? Nó nằm liệt luôn rồi nè. Và Tiun bắt đầu dẫn khí. Đầu tiên Tiun sẽ truyền nguồn năng lượng nó vô não của nó. Các bạn coi đây, đây không phải là trò đùa đâu nhé. Các bạn muốn thì Tiun sẽ chỉ, nhưng mà các bạn phải bơi thật giỏi. Tiun có thể chỉ các bạn bơi để tìm lại nguồn, kiểm soát được nguồn năng lượng sống trong cơ thể của mình và vận dụng nó đi khắp mọi nơi để làm. Thôi được rồi, hồi Tiun nói tiếp nha. Tiun bắt đầu dẫn khí tập trung đây. Xin chào. Sau một tiếng dẫn khí thì con rái cá nó đã nhúc nhích. Tiun đã tát mồ hôi
và rái cá của Tuyun nó bắt đầu cử động mạnh hơn. Người nó đã ướt đẫm vì mồ hôi của Tuyun dính lên người nó, và bây giờ nó đã khỏe mạnh hơn. Các bạn hãy nhìn mắt của nó đây, mắt của nó đã lanh lợi hơn trước. Còn con những con rái cá khác á, con rái cá mà Tuyun đang nuôi á, nó thấy Tuyun giận khí á, nó kêu Tuyun nãy giờ nó làm ồn quá trời quá đất luôn, nhưng mà Tuyun vẫn không phân tâm và Tuyun đã làm cho bé rái cá này nó khỏe hơn rồi nè. Đó, các bạn thấy không, vận chuyển nguồn năng lượng từ cơ thể của mình để cứu chữa cho động vật, chúng ta có thể làm được điều đó, rất là đơn giản. Cái nếu các bạn muốn học thì phải biết bơi thật giỏi rồi Tuyun mới chỉ các bạn được vậy nha. Bây giờ con đã khỏe rồi đó. À, thằng nhóc này đã kêu được rồi. Ok, con thử đứng dậy coi. Đứng dậy coi con. Đi luôn hả? Ok, good.